Các bạn thân mến, những cái dòng laptop chuyên dành cho lĩnh vực thiết kế từ lâu đã là một lựa chọn lý tưởng dành cho giới chuyên gia, các kỹ sư trong lĩnh vực thiết kế bởi hiệu suất cao trong công việc cùng với chất lượng máy bền bỉ, đáng tin cậy, cùng với hệ thống tản nhiệt tuyệt vời cho khả năng cày ải 24/24 liên tục mà không sợ gặp vấn đề về tuổi thọ của phần cứng cũng như là các dòng máy tính xách tay khác. Cũng chính vì thế mà những dòng laptop chuyên nghiệp như vậy thường có cấu hình xử lý rất cao cùng nhiều linh kiện chuyên dụng, khiến giá thành sản phẩm luôn ở mức rất đắt đỏ. Như trong lần thử nghiệm lần này thì Xtudio sẽ cùng các bạn có một bài test hơi nhỏ một chút với chiếc Dell Precision M4700 đang được giới chuyên gia và nhiều người dùng đánh giá rất cao về hiệu năng cũng như hiệu suất và sự đáng tin cậy trong sử dụng, cùng với mức giá rất hời tại Ngọc Nguyễn Store hiện tại mà bạn có thể tham khảo tại các cửa hàng của Ngọc Nguyễn. Thì về cơ bản thì cấu hình của chiếc Precision M4700 được thử nghiệm trong video lần này sẽ bao gồm với màn hình 15,6 inch Full HD, RAM 8GB, ổ cứng kép SSD 128GB kết hợp với HDD 500GB, vi xử lý Intel Core i7-3740QM 2.6GHz đến 3.6GHz, cùng với đó là card đồ họa Nvidia Quadro K2000M 2GB. Vậy thì nếu là một chuyên gia thì sẽ cần ưu tiên những thành phần gì nhất của một chiếc laptop chuyên nghiệp? Chắc chắn đầu tiên thì sẽ cần chú ý đến màn hình của máy. Về cơ bản thì rất đáng khen là Dell đã làm rất tốt với màn hình của chiếc Precision M4700. Thiết bị được trang bị màn hình 15,6 inch với độ phân giải Full HD 1920x1080, tấm nền IPS LCD với đèn nền LED RGB. Độ sáng màn hình cao nhất đo được khoảng là 225 nits. Thông số này thì rõ ràng là bình thường, nhưng điều đáng nói là độ phân bố của ánh sáng của đèn nền trên toàn bộ màn hình đạt được tỷ lệ rất ấn tượng là 93%. Vì sao chúng ta lại cần đặt nặng vấn đề về phân bố ánh sáng thay vì là độ sáng của máy? Lý do chính bởi vì dòng máy workstation với thiết kế xôi thịt như vậy thì ít khi chúng ta mang máy ra ngoài trời làm gì cả, mà chủ yếu là để trong phòng là chính. Trong khi đó thì với độ phân bổ ánh sáng rất quan trọng, bởi ánh sáng phân bổ đều ra diện tích màn hình càng nhiều càng tốt thì sẽ giúp cho cái độ chính xác màu sắc sau cùng sẽ cao hơn. Và đây thì là điều kiện rất quan trọng trong lĩnh vực thiết kế và đồ họa. Bên cạnh đó thì với không gian màu hiển thị trên màn hình của chiếc Dell Precision M4700 cũng rất ấn tượng, với tỷ lệ đạt khoảng từ 72% tiêu chuẩn Adobe RGB đến cao nhất là 100% tiêu chuẩn Adobe RGB. Cùng với đó tùy chọn tấm nền Ultra Sharp cao cấp nhất giúp đem đến khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời, chính xác mà khó có thể có một chiếc máy tính nào khác cùng tầm giá có được, giúp người dùng có thể chỉnh sửa một cách chính xác và ưng ý hiệu quả trước khi in ra. Bên cạnh màn hình thì phần cứng xử lý của chiếc Precision M4700 cũng sẽ là một điểm hứa hẹn làm hài lòng người dùng khó tính nhất. Chiếc máy được trang bị phần cứng xử lý với con chip Intel Core i7-3740QM với RAM 8GB, card đồ họa Nvidia Quadro K2000M và ổ cứng kép là SSD 128GB và HDD 500GB, hứa hẹn sẽ mang đến khả năng làm việc trơn tru và hiệu quả. Với con chip Core i7-3740QM thì đây là một con chip xử lý cao cấp thuộc đời Inside Bridge của nhà Intel với 4 nhân và 8 luồng, xung nhịp cơ bản là 2,7 GHz và cao nhất tới 3,7 GHz. Cùng với tiến trình 22 nm cùng với mức tiêu thụ điện đạt khoảng 45W. Còn về card đồ họa Quadro K2000M thì ở thời điểm hiện tại thì chiếc card đồ họa này được xếp vào dòng card đồ họa chuyên dụng trung cấp. Lõi đồ họa là 128 bit với nền tảng là Kepler, tiến trình là 28 nm, 384 nhân shader cùng với dung lượng bộ nhớ đồ họa là 2GB. Hiệu suất tăng cường đồ họa OpenCL được đánh giá cao hơn các mẫu card đồ họa GeForce điển hình cùng tầm như là GT650M chẳng hạn. Và mức độ tiêu thụ điện của cái card đồ họa Quadro K2000M là khoảng 65W, và đây được coi là một thông số ăn điện ở mức khá, phù hợp với các laptop 15 inch trở lên. Một điểm đáng chú ý là chiếc Precision M4700 không hỗ trợ công nghệ đồ họa gộp Optimus của Nvidia, mà thay vào đó là card đồ họa tích hợp Intel HD 4000 sẽ bị tắt, và máy sẽ sử dụng duy nhất card đồ họa Quadro K2000M cho tất cả các tác vụ, kể cả khi là bạn rút dây nguồn để sử dụng pin. Điều này thì có điểm lợi là sẽ giúp máy có được hiệu năng mạnh mẽ trong tất cả các tình huống sử dụng, nhưng bù lại thì thời lượng sử dụng pin sẽ khá hẻo nếu bạn rút dây nguồn hoặc là bị mất điện. Và với tốc độ xử lý tốt của CPU và tính hiệu quả của card đồ họa như vậy thì Xtudio đã tiến hành một số bài kiểm tra nhỏ về hiệu năng thực thi của máy thông qua các phép thử đồ họa chuyên dụng với ứng dụng như là Bademark, thì kết quả ghi nhận được ở mức trung bình. Khi đó thì với ứng dụng Simbet thì lại có kết quả khả quan, với điểm số của card đồ họa K2000M được đánh giá ở mức tương đối tốt. Và thực tế nhất là cái khả năng thực thi thực tế của máy trong các công việc cụ thể như là dựng video. Thì với một video nhanh trên Xtudio thì với thời lượng hơn 3 phút, độ phân giải là Full HD cùng tốc độ khung hình là 60fps, thì chiếc laptop này mất khoảng độ 15 phút để dựng hoàn chỉnh, thì đây là một con số khá là ấn tượng. Về ổ cứng kép mà chiếc Precision M4700 hỗ trợ, thì thực tế đây là một tùy chọn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của một người dùng.
Như đã đề cập thì phiên bản Precision M4700 đường gòng Nguyễn hỗ trợ hôm nay thì đã trang bị ổ cứng kép SSD 128GB và HDD 500GB. Và tại Ngọc Nguyễn hiện tại cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn nâng cấp cái dung lượng lên cao hơn cho phù hợp với nhu cầu của các bạn. Kết quả bài kiểm tra tốc độ ổ cứng của chiếc M4700 đo được nằm ở mức khá trong tầm giá, như là ổ cứng SSD cho tốc độ đọc và ghi cao nhất là 279 và 247 MB/s, còn ổ cứng HDD cho tốc độ đọc ghi cao nhất là khoảng 119,6 đến 119 MB/s. Tốc độ này thì được đánh giá là đủ để bạn có thể mở ứng dụng, render ảnh hay video một cách mượt mà hoặc là lưu trữ dung lượng lớn mà không phải gặp cái tình trạng bị kẽn cổ chai. Cuối cùng thì kết thúc bài tập làm chuyên gia thì sẽ là một chút game nhẹ nhàng để giải trí cuối này. Và khá thú vị khi chiếc Real Precision M4700 dù được hướng đến mục tiêu trọng tâm là gaming nhưng tổng thể thì vẫn có thể có một màn khá tuyệt. Nó có thể chạy được mượt mà hầu hết các trò chơi esports thông dụng nhất hiện nay ở thiết lập đồ họa cao nhất như là LOL, CSGO thì đều rất là mượt mà. Và điều đáng chú ý nhất và cũng là đáng khen nhất trên chiếc laptop này như mọi khi chính là khả năng tản nhiệt tuyệt vời. Máy thì có thiết kế tản nhiệt kép. Nói tóm lại thì có thể thấy là chiếc Dell Precision M4700 đã vượt qua ranh giới của một thiết bị chuyên dựng đồ họa điển hình khi mà cái năng lực thực thi của máy đã được khẳng định với hiệu suất tốt, khả năng vận hành chân chu, đồng bộ nhờ sự kết hợp giữa linh kiện chất lượng cao. Đặc biệt là thiết bị còn được hưởng nhiều chính sách hậu mãi và bảo hành hoặc sửa chữa, nâng cấp đa dạng tại Ngọc Nguyễn Store. Thế nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng. Vậy thì nếu đã ưng rồi thì hãy nhanh chân đến Ngọc Nguyễn để sắm cho mình một chiếc laptop như này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và nhớ để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Bye bye!